Để thêm một thiết bị nữa thì bạn đã kết nối được một thiết bị như thế này, một bấm vào dấu cộng ở phía trên bên phải đây, bấm vào dấu cộng, bấm vào thêm thiết bị mới, rồi bấm vào các bước giống như lúc nãy, các bạn sẽ thêm được thiết bị mới.